tin. Và người ta nói là em đã thay thuyền đổi bên. Cảm giác em hãy nhìn thẳng vào mắt anh và nói cho anh được biết là em có còn yêu anh nữa không. Em không, anh cần giả, anh hãy về đi. Vì sao? Tại vì tôi không còn yêu anh nữa. Cảm giác em nói sao? Em không còn yêu anh nữa. Phải rồi. Vì ở nơi đây trong cuộc sống giàu sang đã ru nàng ngủ say trong hạnh phúc, thì nàng đâu còn nhớ gì nơi bên nước Cẩm Giang. Có hai kẻ đã yêu nhau và cùng thốt lên lời hẹn ước, sống không xa nhau và chết chết cũng không rời nữa. Sương nắng nên người ta vội quên tình, quên nghĩa, quên buổi ban đầu, quên mối thề xưa. Rồi giờ đây khoác áo cao sang mà kiêu hãnh với muôn người. Miệng nói thuê chung mà không giới được lời. Sợ kẻ bàng quan nhìn thấy sẽ chê cười.